trong bệnh viện, có cô gái trẻ đang khóc lóc thảm thiết cạnh một chàng trai đang hấp hối. Tình cảnh thật đáng thương. Thấy vậy, bác sĩ ghé vào tai cô ta rồi thì thầm điều gì đó. Bỗng nhiên, cô ta cởi bỏ hết quần áo. Đúng là một phép màu. Chàng trai bỗng bừng tỉnh, ngồi dậy tươi cười, bách bệnh tiêu tan. Bên cạnh đó, có một bà lão chăm ông lão ốm. Thấy vậy, bà cũng đứng phát dậy và cởi bỏ hết quần áo. Đột nhiên, ông lão nấc lên vài tiếng, rồi ông chết thẳng cẳng. Vừa đi học về, thấy con chó của mình đang ngoạm cổ con mèo của thằng phòng bên ở trong mồm. Không biết con chó nó cắn chết con mèo từ lúc nào. Nhìn thấy con mèo còn dính đầy đất cát trên người, tình hình có vẻ hơi căng, bởi vì mình và thằng đó đã không ưa nhau từ trước. Bây giờ nó mà biết con chó của mình cắn chết con mèo của nó, kiểu gì nó cũng đập chết con chó của mình. Ngay lập tức mình nghĩ ra một sáng kiến. Nhân lúc nó chưa đi học về, mình vội vàng mang con mèo của nó vào nhà, tắm rửa sạch sẽ, sấy cho khô bộ lông, rồi mình mang để ở trước cửa phòng của nó. Sau đó mình vội vàng ôm con chó về phòng, đóng cửa và tắt điện. 30 phút sau, nó đi học về. Nhìn thấy con mèo, nó chửi ầm lên: "Con mẹ chúng mày, mà cha đứa nào? Sao mà chúng mày ác thế? Con mèo của tao, nó đã chết rồi. Tao đã chôn cất cẩn thận. Sao chúng mày còn đào mả nó để móc nó lên? Con mẹ chúng mày, mà cha chúng mày không có não à? Nó chết rồi, chúng mày còn moi lên để mà tắm rửa cái mả cha chúng mày à?" Nghe thấy thế, em nấp trong phòng từ chiều tới giờ, chưa dám ra. Đau ỉa vãi mà vẫn phải nhịn. Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một vị khách đi tham quan, chỉ vào một người nằm trên giường, hai tay ôm chặt một con búp bê vào trong lòng. Vị giám đốc giải thích: "Trước đây ông này yêu một người phụ nữ, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác, nên ông ấy phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình. Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích cả hai tay, đang vùng vẫy để lao đầu vào tường tự tử." Vị giám đốc lắc đầu nói: "Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta." Một cô gái đến đồn cảnh sát thưa vì bị 41 thằng mất dạy nó làm nhục. Cảnh sát hứa là sẽ bắt ngay 41 thằng mất dạy đó và bỏ tù dục xương. Cô gái nói: "Không cần bắt hết, chỉ cần bắt thằng số 13, 17 và thằng 41 thôi." Có chị kia 40 tuổi mới có chồng. Những ngày về nhà chồng, ngày nào chị cũng khóc, ai hỏi cũng không nói. Thấy vậy, mẹ đẻ đến hỏi và dò xét xem sao. Mẹ đẻ hỏi: "Sao con khóc hoài vậy?" Chị này nói với mẹ: "Con bị mất nhiều quá mẹ ạ." "Vậy là chồng con, nó lấy tiền của con để nó xài hả?" "Không, con còn mất thứ lớn hơn." "Vậy là nó bán vàng của con để nó tiêu à?" "Không, lớn hơn nhiều như thế mẹ ơi." "Vậy là số kim cương con dành dụm nửa đời nó lấy hết rồi sao?" "Không mẹ ạ, tiếc quá, con để uổng phí mất bao nhiêu năm. Nếu như mà biết lấy chồng sướng như vậy, con đã lấy chồng từ năm con 13 tuổi rồi, mẹ ơi." Thầy giáo đang dạy về cách cư xử thanh lịch và thầy hỏi sinh viên:
Nếu như em đang hẹn hò với một người phụ nữ ở trong một tiệm ăn mà em cần phải đi vệ sinh, vậy em sẽ nói với người phụ nữ đó như thế nào? Em sẽ nói: "Đợi tí, anh phải đi tè." Thật là quá mất lịch sự. Còn em sẽ nói sao? Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai. Dạ, em sẽ nói: "Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh." Đỡ hơn một chút, nhưng em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn. Còn em sẽ nói sao đây? Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba. Dạ thưa thầy, em sẽ nói là: "Xin lỗi, cho tôi mấy phút, tôi cần phải vào để bắt tay với một người bạn rất thân với tôi, mà tôi tin rằng sẽ được giới thiệu người bạn ấy với em vào một ngày gần đây nhất." Bobby đã quyết định lấy vợ. Anh nói với mẹ: "Thưa mẹ, con gặp một cô gái tuyệt vời và muốn thành hôn với cô ấy. Thứ bảy tuần tới, con sẽ dẫn ba cô bạn gái đến nhà. Mẹ thử đoán xem, người yêu của con là cô nào nhé?" "Được rồi." Ngày thứ bảy vui vẻ. Cả ba cô bạn của Bobby đều xinh như mộng, thông minh và duyên dáng. Tiệc tàn, các cô gái ra về. Bobby hỏi: "Mẹ đã đoán ra ai là người yêu của con chưa? Có phải là cái cô gái mặc áo xanh không?" "Đúng là cô ấy." "Làm sao mà mẹ đoán được?" "Đơn giản là vì mẹ đã bắt đầu cảm thấy không ưa cô ta." Sau đây là một bài văn tả về người mẹ của một em học sinh tiểu học. Mẹ em tên là Hiền. Mẹ không xinh lắm, nhưng bác bán thịt lợn đầu ngõ vẫn phải ngước nhìn. Mẹ rất chăm chỉ. Ngày nào mẹ cũng làm việc từ tinh mơ đến khi chiều tối. Nếu mẹ của bạn Trần Nhật Minh là ngọn gió thì mẹ của em là một cơn lốc. Mẹ về đến nhà là cuốn sạch cái sân đầy lá mít cùng sỏi đá lẫn trái sấu non mà chúng em vừa bày ra ban chiều. Mẹ quấn đàn lợn vào giấc ngủ sâu êm đềm, quấn quần áo lấm lem bùn đất vào chậu giặt. Tóm lại, mẹ có thể quấn tất cả trừ một người lúc nào cũng say mềm là bố em. Mẹ rất khéo tay. Luống rau mẹ cuốc chẳng cần gieo hạt nhưng đã mọc đầy những ngọn rau dền nhỏ sau vài hôm. Rau dền mẹ nấu có kèm vài ngọn rau sam, ngon lắm. Ngoài canh rau, mẹ còn biết luộc trứng, luộc cả thịt. Món luộc của mẹ em chẳng bao giờ bị mặn cả. Bạch Tuyết và cô gái quàng khăn đỏ đang ngồi tán gẫu. Một cô nói: "Ước gì bây giờ vẫn có Bụt cho mình một điều ước." Cô vừa dứt lời thì Bụt hiện lên, tay cầm hai bao tải, và Bụt nói với hai cô: "Hai bao này đựng đầy chim, một bao cứng, một bao mềm, cho mỗi con một bao." Cô bé quàng khăn đỏ nói: "Em bé hơn, em chọn trước." Và sau đó cô chọn ngay bao cứng. Bạch Tuyết thấy thế cười và lấy bao mềm. Sau khi Bụt đi khỏi, cô bé quàng khăn đỏ hỏi: "Mềm thì được tích sự gì? Sao chị lại cười?" "Em dại lắm. Bao của chị mà cứng lên thì bằng 3 lần bao của em." Trong một lớp mẫu giáo, 3 đứa trẻ nói chuyện với nhau. "Nhà tao có 2 anh em, mỗi đứa một cái tivi nhá." "Còn nhà tao có 3 anh em, mỗi đứa đua một con X game nhá." "Sời, chưa là gì với nhà tao. Nhà tao có 4 anh em, mỗi đứa có một bố nhá." Câu chuyện mối tình câm. Câu chuyện xảy ra ở một nhà máy nọ. Có 2 anh chị đã phải lòng nhau nhưng không ai dám nói với ai một lời nào. Cứ thế, sự việc kéo dài hơn 2 năm.
người ta gọi đây là mối tình câm. Rồi một hôm, cơ hội đã đến. Công đoàn nhà máy tổ chức đi xem phim. Do ai cũng biết hoàn cảnh của đôi anh chị này, nên tổ chức đã tạo điều kiện. Họ xếp cho chàng và nàng ngồi sát cạnh nhau. Không hiểu nàng có theo dõi được nội dung của bộ phim hay không, chứ còn chàng thì đã mấy lần cố gắng nắm tay nàng để nói lên lời có cánh ấp ủ từ bấy lâu nay, nhưng không được. Suất diễn đã hết, đèn bật sáng, cả chàng và nàng đều tiếc nuối. Để tự tạo điều kiện, chàng mạnh dạn đề nghị được cùng nàng vào công viên đi dạo. Lòng vả cũng như lòng sung nên nàng chấp nhận ngay. Đi một vòng, hai vòng trong công viên vẫn không thấy chàng nói gì. Đến vòng thứ ba, chợt thấy chàng hụt hơi và gọi với nàng: "Em ơi!" Nghẹn ngào xúc động, nàng không nói lên lời. Không thấy nàng trả lời, chàng tiếp tục gọi: "Em ơi!" Cố gắng trấn tĩnh, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngào vì giây phút mình đã phải chờ đợi bao lâu, nàng đáp: "Dạ." Và lúc này nàng thấy chàng nói tiếp: Anh dẫm phải cứt rồi." Trong giờ giải lao của một cuộc họp quốc tế về phụ nữ, phụ nữ của các nước trên thế giới ngồi tán dóc với nhau. Lúc bàn tới tương lai của con em mình, người phụ nữ Brazil nói: "Con trai tôi lớn lên, tôi sẽ cho nó gia nhập đội bóng quốc gia. Bởi vì cầu thủ Brazil là những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Và như thế, tôi sẽ nổi tiếng." Chị người Brazil vừa nói xong, thì chị người Anh đứng dậy nói: "Tôi cũng sẽ cho con tôi gia nhập đội bóng đá quốc gia. Bởi vì nước Anh là cái nôi của bóng đá trên thế giới mà. Tôi rất tự hào về bóng đá Anh." Chị người Anh vừa dứt lời thì chị phụ nữ người Nga đứng dậy nói: "Tôi cũng sẽ cho con tôi chơi bóng đá, nhưng nó sẽ đá ở các câu lạc bộ nước ngoài. Và như vậy nó sẽ đem về cho tôi cả một núi tiền." Và cứ như thế, đến lượt chị phụ nữ Việt Nam cũng tỏ ra không kém miếng. Chị ta liền đứng dậy phát biểu: "Con trai tôi lớn lên, tôi cho nó chơi bóng đá Việt Nam." Mọi chị em đều ngạc nhiên, bởi vì bóng đá Việt Nam làm gì có nổi tiếng đâu. Và lương của các cầu thủ cũng rất là khiêm tốn. Chị Việt Nam nói tiếp: "Các vị không biết à, ở Việt Nam, mỗi lần cầu thủ sút vào lưới nhà thì hơn 5.000 khán giả hô to: 'Đờ mờ mày!' Các vị có biết không, 5.000 cổ động viên đấy nhé." Một anh chàng đi xin việc, giám đốc sau khi xem xong hồ sơ, ông hỏi: "Tại sao trong hồ sơ cứ chỗ nào đề nơi sinh thì anh lại bỏ trống, không điền vào?" Anh chàng gãi đầu gãi tai một lúc rồi thò thẻ nói: Dạ Giám đốc nói: "Cậu không việc gì phải giấu giếm, cứ nói ra xem nào." Chàng trai nói: "Em nghĩ chỗ ấy ai cũng biết rồi, nên em không viết ra, sợ bẩn hồ sơ à." Bà mẹ dạy cô con gái sắp về nhà chồng: "Con nên nhớ rằng khỏa thân hoàn toàn không phải là cách tốt nhất để gợi ham muốn. Tốt nhất là luôn mặc một cái gì đó trên người, mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư, nửa kín nửa hở. Như vậy mới là khêu gợi nhất." 2 tuần sau, anh chồng thủ thỉ với cô vợ mới cưới: "Em thân yêu, em đã làm cho anh cực kỳ hạnh phúc và sung sướng. Nhưng tại sao lúc nào em cũng đội cái mũ kỳ quặc đó khi đi ngủ với anh vậy?" Nghe tiếng khóc thất thanh của một thanh niên bên gốc cây, Bụt hiện lên và hỏi: "Tại sao con khóc?" Nam thanh niên vừa khóc thút thít
vừa kể lể. Dạ, vì con đang buồn. Bụt nghe thấy thế, cười to khà khà và nói: Thôi, ta hiểu rồi, ta đi đây. Vừa nói, Bụt vừa bay càng lúc càng xa trong sự ngỡ ngàng của thanh niên kia. Kể từ đó, nam thanh niên đã không còn khóc nữa và cũng không quên nghĩ về ông Bụt. Anh ta nghĩ: Không hiểu, cái hôm đó ông Bụt, ông ấy xuất hiện để làm cái quái gì nhỉ? Một thanh niên trắng trẻo, sáng sủa, tính lông bông, rất thích phiêu lưu. Cậu tìm cách xin lên làm việc trên một chiếc tàu chiến. Thuyền trưởng dẫn cậu đi lại xung quanh, chỉ từng chỗ. Cậu có vẻ hài lòng lắm. Được một lúc, thuyền trưởng hỏi: Tao thấy mày vẫn có vẻ không hài lòng. Thôi được. Nói rồi, thuyền trưởng dẫn cậu ra một góc tàu, chỉ vào một cái buồng nhỏ, rất kín đáo. Trong buồng chỉ có một cái thùng to, có một cái lỗ. Ông ta nói: Mày cứ thử đi, rồi nói lại cho tao nghe. Cậu cũng hì hục thử, rồi sướng quá. Sau đó, cậu ra nói với thuyền trưởng: Tôi đồng ý, nhưng liệu tôi có thể vào đây thường xuyên được không? Được, tất cả các ngày trong tuần, nhưng trừ thứ hai. Tại sao vậy? Vì thứ hai, đến phiên mày chui vào trong thùng. Một phụ nữ đang nằm trên giường cùng với người tình thì nghe tiếng đập cửa của ông chồng. Cô vội vã lôi anh chàng vào góc nhà. Cô bôi dầu trẻ em và rắc phấn rôm lên người anh ta. Đứng yên đây nhé, cô nàng thì thầm. Hãy giả vờ anh là một pho tượng. Ông chồng bước vào nhà và nhìn thấy pho tượng. Ông nói với vợ: Gì thế cưng? À, một pho tượng thôi mà, người đàn bà trả lời không chút bối rối. Em thấy gia đình hàng xóm mua về một bức tượng bày trong phòng ngủ, rất đẹp. Em thích lắm, nên bèn mua một bức tượng tương tự cho gia đình chúng mình. Cả hai vợ chồng không đả động gì đến pho tượng nữa và lên giường đi ngủ. Khoảng 2 giờ sáng, người chồng ra khỏi giường. Anh ta xuống bếp và một lát sau, anh ta quay lại với một ổ bánh mì và một ly sữa. Anh ta nói với pho tượng: Ăn chút gì đó đi, cậu may mắn lắm đấy. Vì tớ đây này, đã đứng như một thằng đần ở nhà hàng xóm suốt cả 3 ngày đêm mà chẳng được ai mời lấy một ngụm nước. Bố mẹ đi làm vắng, hai anh em ở nhà. Thằng anh gọi thằng em và bảo: Mày có thích ăn lạc rang không? Thằng em láu táu: Thích lắm, thích lắm. Thằng anh ra điều kiện: Tuyệt đối không được mách bố mẹ. Thằng em thề ngay. Thế là thằng anh lấy mấy vốc lạc ra rang. Xong xuôi, hai anh em chén sạch và không quên phi tang vỏ lạc. Đến trưa, khi mẹ vừa về đến cổng, thằng em chạy ra đón mẹ và nó thanh minh ngay: Mẹ ơi, ở nhà anh không rang lạc ăn đâu, mẹ ạ. Sáng nay đi làm, nhờ con bé hàng xóm mua cho cỏ bầu về nấu canh. Chiều đi làm về, mình chạy qua gọi nó: Lan ơi, có bầu chưa? Anh lấy. Đến giờ, nằm trong bệnh viện, nhưng vẫn chưa hiểu lý do tại sao anh trai của nó lại lao ra đấm mình túi bụi. Nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao mình lại bị đánh nhỉ. Một chị cán bộ hội phụ nữ rất thích dùng từ sinh hoạt. Có lần đoàn công tác trên thành phố xuống làm việc với huyện. Khi xong việc, chị này được phân công mời đoàn ở lại ăn cơm trưa. Xoa hai tay vào nhau, chị bảo: Mời các anh, các chị
bớt chút thời gian vàng ngọc ở lại sinh hoạt trưa với chúng em. Gọi là cây nhà lá vườn ý mà. Khi cơm nước được dọn ra, chị nói: mời các anh lãnh đạo thành phố và chị nhà báo sinh hoạt ở trên giường. Còn các anh lãnh đạo huyện và chúng em sinh hoạt ở dưới đất. Trong khi cô vợ và người bạn tình đang làm chuyện mây mưa thì ông chồng về. Sợ quá, cô vợ vội bảo ông kia nấp trong nhà kho. Cậu con trai lúc ấy cũng đang nghịch ngợm ở trong nhà kho. Thấy vậy, cậu liền nói: trong nhà kho có một... Ngay lập tức, ông kia liền đưa cho cậu nhóc ấy mấy chục đô. Và dĩ nhiên là cậu im bặt. Hôm chủ nhật, cậu được mẹ đưa đi mua hàng. Qua quầy bán đồ chơi, cậu tìm mua một cái xe đồ chơi cực đắt và đưa cho mẹ số tiền kia. Mẹ cậu ngạc nhiên lắm. Sau đó, mẹ cậu lôi cậu đến nhà thờ gặp Đức Cha để rửa tội cho con. Khi chỉ còn mình với cha, cậu bắt đầu kể: trong nhà kho có một... Đức Cha liền ngắt lời và nói: lần này thì đừng có hòng tống tiền tao nữa nhé. Có một người vợ vào thăm chồng ở trong tù. Người chồng ái ngại hỏi thăm vợ: ở nhà sống ra sao? Có thiếu thốn gì không? Cô vợ điềm nhiên trả lời: nhờ trời, số tiền thưởng của cảnh sát cho em khi em chỉ ra chỗ trốn của kẻ phạm tội cũng không đến nỗi tồi. Bởi vậy, em sống không vất vả lắm. Sau khi nghe mọi người quảng cáo nói Sài Gòn có nhiều thú vui chơi lắm, hai member đêm không ngủ.com rủ nhau theo bước đàn anh đi chơi cho biết mùi đời. Lang thang khu Huyền Trân Công Chúa mãi, hai chú mới kiếm được một em, kéo vào nhà nghỉ. Sau một hồi khởi động, cô nàng mới móc ra hai gói ok nho nhỏ. Cô đưa cho hai anh. Ngắm nghía một hồi, không biết làm gì, đành gãi đầu hỏi thật: cái bóng bay này dùng làm gì hả em? Cái này á, các anh đeo vào đi. Cái đó để ngừa thai. Nếu các anh không đeo cái đó vào thì em mang bầu luôn đấy. Ái chà, thế mà đếch biết. Ê hê. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Một năm trôi qua, Noel lại đến. Hai member gặp lại, tay bắt mặt mừng. Họ ghé tai hỏi nhỏ: mày đã bỏ cái ok ấy ra chưa? Chưa, thế còn mày? Cũng chưa, khó chịu lắm. Thôi, anh em mình bỏ ra đi. Kệ mẹ cho con ấy nó có chửa. Có một anh lính trong chiến tranh bị cụt mất tay phải. Khi đến nhà thương, bác sĩ chuẩn bị ca phẫu thuật gắn cho anh ta một cánh tay khác. Nhưng trong kho chỉ còn toàn tay phụ nữ. Bác sĩ hỏi anh ta có thay tay không. Thôi thì đang cụt tay, có tay nào mà chả được. Anh ta đồng ý ngay. 2 tháng sau, anh ta đến khám. Bác sĩ hỏi: thế nào, tay mới của anh dùng tốt chứ? Anh ta trả lời: tay mới dùng tốt lắm. Nó còn nấu nướng thêu thùa, rất tốt. Chỉ có mỗi tội, khi tôi đi giải, nếu tôi vô tình dùng cánh tay này thì nó cứ giữ chặt lấy cái của tôi. Tôi phải dùng tay trái gỡ mãi mới ra. Đêm nọ, có một cô gái xinh đẹp vì vui quá nên cô đã uống rượu say. Cô loạng choạng bước ra phố. Vì mệt quá nên cô thiếp đi bên thùng rác công cộng. Một anh chàng may mắn gặp cô, đưa cô về khách sạn. Sáng hôm sau, anh gọi điện cho cậu bạn đang ở thành phố khác. Cậu nên đến đây đi. Ở đây, người ta vứt đi những thứ còn tốt hơn cả những thứ mà cậu có thể mua được ở chỗ cậu đang ở đấy.
trong lớp 12A có cả trai lẫn gái. Hôm nay thầy giáo sinh vật cho một bài kiểm tra nhanh. Thầy ra đầu bài là: em hãy mô tả bộ phận sinh dục nam trong 5 phút. Đám con trai mừng rơn. Cái này là trúng tủ rồi. Mọi người cắm cúi làm bài. Riêng có Tèo tự nhiên quên phéng. Nó mới thò tay xuống quần, kéo phép mơ tưa ra để xem. Bỗng có tiếng thầy giáo: Tèo, cất tài liệu đi. Lần sau còn thế, thầy sẽ thu đó. 5 phút trôi qua, thầy giáo lại lên tiếng: bây giờ là câu số 2. Các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nữ. Đám nữ sinh ồ lên mừng rơn, rồi hăm hở cúi xuống chép bài. Riêng Thảo thì lại quên mất tiêu. Nó mới len lén kéo quần ra thì bỗng thầy giáo la: Thảo, đem tài liệu lên, nộp cho thầy. Jimmy nói với cô bồ của mình: bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ làm. Nhưng còn chuyện cạo râu thì không bao giờ nhé. Còn khi ở nhà thì anh ta bảo với vợ: anh để râu để chứng minh cho em thấy sự thủy chung của anh. Một hôm, bồ của Jimmy cảm thấy nghi ngờ rằng Jimmy là một người đã có vợ. Cô ta nói: em sẽ không yêu anh nữa nếu anh không chịu cạo râu. Mặc cho Jimmy năn nỉ hết lời, cô gái vẫn không đồng ý. Cuối cùng, Jimmy phải nhượng bộ và cạo đi bộ râu của mình. Thế rồi, tối hôm đó, khi trở về nhà, Jimmy cảm thấy hối hận khi đã lừa dối người vợ chung thủy của mình. Jimmy nhẹ nhàng leo lên giường, nằm kế bên vợ mình. Cô vợ liền quay sang ôm mặt anh ta và thì thầm nói: anh yêu, hôm nay không được đâu. Cái gã chồng râu rậm của em sẽ về nhà bất cứ lúc nào đấy. Một người nói với hàng xóm của mình: này, tao kể chuyện này cho mày nghe thì mày sẽ lăn ra mà cười, chết vì cười. Chuyện gì đấy? Tối hôm qua, lúc đi qua nhà mày, tao thấy mày trần truồng như nhộng, chạy rượt đuổi theo con vợ. Trông buồn cười ơi là buồn cười. Tiếc rằng tao không cầm máy quay đi, chứ nếu có thì... eo ơi! Ôi trời, tao cứ tưởng tượng lại mà buồn cười quá. Anh kia nói: bố khỉ, bây giờ chính mày mới thấy buồn cười đây này. Cái thằng cha đuổi theo vợ tao tối hôm qua không phải là tao. Lúc đó tao đang uống bia cùng mấy thằng bạn cùng làm ở viện toán học. Peter kể cho Tom nghe về bữa tiệc hôm trước mà anh ta đã đi dự với bạn gái của mình là Anna. Hôm đó, nàng mặc một chiếc áo không dây vô cùng kiểu diễm. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào vì bạn gái mới quen, cho đến khi nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi để ra sàn nhảy với tớ. Một thằng cha chó chết nào đó, nó đã vô tình dẫm lên chiếc váy của nàng. Chiếc váy nó tụt xuống, làm cả phòng quay lại nhìn. Thế thì chắc lúc đó nhìn mặt nàng xấu hổ lắm nhỉ. Tớ cũng chẳng biết nữa, vì lúc ấy làm gì có ai nhìn mặt đâu mà biết được. Một chàng trai soạn email: em thân yêu của anh, nhớ em nhiều lắm. Cuối tuần này đi nghỉ cùng anh nhé. Chúng mình sẽ có 2 ngày tuyệt vời bên nhau. Anh sẽ yêu em, yêu em nữa, và chỉ yêu em thôi. Xong xuôi, anh ta tự nhủ: mình phải lưu bức thư lại, sẽ rất thuận lợi cho sau này. Tuy nhiên, rắc rối là ở chỗ chọn địa chỉ nào để gửi đi bây giờ nhỉ. Tuần trước cặp với Julia rồi, tuần tới này không biết nên rủ Anna
hay là ca thi nhỉ?